Giới thiệu cho mấy anh em một số cây sen để quý anh em mình giao dịch nha. Đó, này ha, mấy cây sen thì anh em mà nhu cầu alo ha, mấy cây sen này trước có giới thiệu rồi. Hôm nay nó ra lá đẹp và quay lại cho quý anh em xem. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp nha, đẹp về lá ha. Mấy cây này cao có 1 mét, mét mấy không quý anh em. Đấy, này, thấy chưa? Dòng sen lá tròn, lục đỏ, đủ loại quý anh em. Anh em mà nhu cầu cần sen gì cứ alo mình, bên mình có hết nha quý anh em. Đó, dòng sen xíu rí nữa này. Rất là đẹp anh em thấy chưa? Sen để quay nhanh cho quý anh em xem một vài cây sen. Quý anh em mình có nhu cầu alo ha. Ở đây là ngoài vườn sau thì mình bỏ bề bộn, còn ngoài vườn trước thì mình bỏ những cái tác phẩm. Kể cả đây cũng có những cái tác phẩm luôn. Thì đó, đây là dòng sen. Anh em nhu cầu alo ha, thì dịch những cây sen này alo. Đó, mình còn ra mình cũng có cái nhánh chiếc nữa quý anh em. Này quay cho quý anh em xem. Đây kể cả những cây nuôi ở dưới đây, nó ghim rễ dưới đất hết rồi. Đây quý anh em, thân này. Ghim rễ dưới đất rồi, anh em thấy không? Đây, sen. Số dòng sen, đây sáng rất là đẹp quý anh em. Đó, anh em mình nhu cầu cũng cứ alo ha, số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Sen lá sóng. Rất là duyên nha, dòng sen lá sóng rất là đẹp. Đó, thì anh em cần alo ha. Cái kia đây. Đây là những cây sen lớn anh quý anh em, sen xíu rí, hạt dưa sen lớn, mình có giống luôn, mình có đầy đủ luôn. Anh em cần cứ alo ha. Trồng xe xương lý, xe hạt chua rất lớn. Mình có những cây trong này nữa. Đây quý nè, có cây trong này. Đó quý nè, cái đầu lá rất là đẹp nha. Nếu quan tâm alo không? Chụp màu lá cho quý em xem. Đây là dòng mà xe cánh tròn. Xe cánh tròn này bữa mình có giao lưu hai nhánh chiếc. Một nhánh đã về Hà Nội rồi quý nè. Nhánh này nhánh còn lại. Nhánh còn lại rất là lớn, anh em quan tâm alo ha. Rất đẹp nha. Xin cánh tròn. Em nhu cầu alo cho mình số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Em yêu dòng xin cánh tròn này cứ alo. Rất là duyên luôn, xin cánh tròn. Cái nhánh này cũng để đây rồi. Thì anh em mình cần cứ alo, cọc nhánh này rất lớn luôn với anh em. Nhánh lớn. Rất lớn bay. Đây dòng xin nữa với anh em ha. Rất là đẹp, quý anh em xem tham khảo luôn. Đó, chưa, sen cánh tròn, xoắn, rất là đẹp. Và giới thiệu với anh em một cái dòng mà sen mới nè. Dòng sen này mình số anh em mà chưa biết đến. Đó là dòng mà sen lá siêu xoắn. Sen siêu xoắn này bên mình cũng có giống nha quý anh em, rất là đẹp nha. Dòng mà sen siêu xoắn này, rất là đẹp. Anh em nhu cầu cũng alo ha. Số điện thoại Zalo 0932411987, anh em thấy đầu lá xoắn rất đẹp không? Số dòng sen siêu xoắn, đây là dòng sen siêu rí xoắn, hoặc là có một loại sen siêu rí lá xoắn nữa, giới thiệu với anh em luôn. Đây, giới thiệu với anh em một dòng sen cánh tròn, cái đèn kéo lọc trong này cũng rất là đẹp với anh em. Mình không có dướng vô được, chứ mà dòng sen cánh tròn, giống như cây hôm nãy. Đó. Thì mình có bán giống, anh em cần liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 với em. Đấy, những cái nhánh chiếc, những cây này nó lao, nó đơ thì mình chiếc lại lấy giống cho quý anh em. Đây, và giống thì quý anh em một dòng siêu rí sen lá xoắn rất là đẹp. Cực kỳ đẹp nha quý anh em, mấy dòng này cực kỳ phê đấy. Mình thấy không lé nào, rất là đẹp, rất là bé. Dòng này là dòng siêu rí sen lá xoắn, rất đẹp. Để quý anh em mình giao dịch thì cứ alo ha, số điện thoại Zalo 0932411987. Dòng này dòng độc xanh thôi. Đây có cái dòng sen cánh tròn ở đây quý nè. Giới thiệu với em cho nó hot ý luôn, sen cánh tròn. Đây, kéo cánh này. Sen cánh tròn. Chưa? Đây là dòng sen siêu rí, sen kim hạt dưa, rất đẹp. Mình thấy chưa? Nên mình xem tham khảo, nó nhiều lắm. Đây là dòng sen cánh tròn nè. Rồi giới thiệu với em một cái dòng siêu rí sen hạt dưa, dòng độc đá, đá lửa. Quý anh em ha, cây này là nó đang thả mấy cái đọt này đình chiếc mà thôi, nghĩ là làm tác phẩm luôn. Còn anh em muốn nhân giống thì về nhân giống. Rất là nhiều nha. Mình có nhiều để quý anh em giao dịch lắm. Và giới thiệu với anh em cây sen cánh tròn nè. Sen cánh tròn lá tròn dày rất đẹp luôn. Đó, hiện nay đang đậm tược đây. Sen cánh tròn. Giống như cây về sau. Anh em thích cái lò ha. Đó, anh em thấy lá tròn ủng, có đẹp không? Thì những cái đọt non nó lên nè. Nó lên anh em, mình đã kéo sen á, đây là lớp sen trước của nó, thấy lá tròn không?
mà xiên cánh tròn, chưa? Đấy rất là đẹp. Trong đây còn mấy cây xiên, đây là dòng xiên lá xoắn, hôm nay là nó chưa có bùng lọc. Đây bên xiên. Đây nè, ha. Xiên này. Đấy, xiên cánh tròn, đẹp lắm các em. Xiên cánh tròn. Kéo đọt rất là đẹp, nên em yêu cầu alo ha. Do là trời miền Trung mình hiện nay là trời rất là âm u, thiếu nắng. Cái độ nắng nó không có thì nó kéo xiên không đẹp nha quý nha. Mấy dòng xiên độc biến này càng nắng càng gắt cái kéo xiên càng đẹp quý nha. Trời mát mát á, mưa nhiều ít cho kéo những cái đọt xiên đẹp lắm. Đó, rồi anh em cần nhu cầu giao dịch alo về Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 trong cái cắn cây xiên này quý nha. Vô được nhờ cái hầm. Trong bên này. Rồi cảm ơn quý anh em nha, anh em có nhu cầu giao lưu alo với số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.